Chào mọi người, giới thiệu với mọi người bốn cái thước mình đang để ở trên bàn, đó là thước thủy hay còn gọi là Livo ha. Thước thủy này là thước thủy cơ khí, thang đo là 20 cm hay là 20 phân hay là 200 mm á, tương ứng với lại 8 in. Loại này là loại đế có tự tính hay là đế có 500. Đó. Cái thanh 500 của nó ở dưới đây ha. Cái khung này là khung làm bằng nhôm, kích thước của nó là 50 x 22 mm, có nghĩa là cái chiều rộng của nó nè, chiều rộng của nó là 50 mm và bề dày của nó là 22 mm. Cái này của hãng Volgen, sản xuất 100% tại Đức luôn nha. Ở trên này có khắc luôn là Made in Germany nè. Đó. Model của cái này là 714100. Nó có hai bọt thủy, một bọt đứng và một bọt ngang. Đó. Cái này nó cũng có hai mặt đo, một mặt đo đây. Mặt đo như thế này là mặt đo theo chiều thuận thì nó có 500. Độ chính xác theo thang đo theo chiều thuận là 0.029 độ, tương ứng với lại 0.5 mm trên mét. Còn độ chính xác chiều nghịch nó là 0.75 mm trên mét, tương ứng với lại 0.043 độ. Đó. Trên này cũng có khắc laser tên của hãng là Volgen Germany nè. Rồi đây là mặt sau. Ở hai cái đầu thước là hai cái cục này là hai cái cục làm bằng nhựa. Loại này không chống sốc nha mọi người. Đó, hai cái cục nhựa này nó không có tính năng là chống sốc đâu. Cái khung nhôm này là vật liệu của nó là hợp kim nhôm cao cấp của Đức ha. Còn cái 500 này là 500 vĩnh cửu, nó hít rất là chắc, hít rất là chặt luôn.